Vâng. đồ đầy thiếu gì hướng, nuôi đen gà thử cho nó vui thôi, đã nói là chơi lớn mà thua thì thôi. Bùa đỏ không giảm hồi máu quý tộc, ông cứ cãi mệt ông quá, ông chơi game nhiều bằng tôi kêu bùa đỏ không giảm hồi máu quý tộc, ông chơi game nhiều bằng tôi không, vãi cái bùa đỏ không giảm hồi máu quý tộc. Vết thương sâu trong này không phải là vết thương sâu trong liên minh, ok. Nó không có cái vụ là giảm 50% đâu, nó giảm 100% luôn. Nó cân bằng lại chứ đâu có bốc được bằng. Em mình có thìa trước rồi này. Alo, mình có thìa trước rồi này. Trời ơi ông nội ơi là ông nội. Ông có khem khúc con Rengar nó đứng ở đây bị con Lucian cầm bùa đỏ nó bắn vô trong mỏ không? Ông có xem không? Ông cứ ngồi mà trứng khôn hơn vịt cứ nhái mãi. Thiệt tình gặp mấy bạn này tôi buồn lắm luôn, tôi mệt lắm luôn ấy. Cái khúc con Kayle nhớ không? Cái khúc con Rengar đây còn một giọt máu. Con Kayle đứng bất bất tử cho con Rengar còn đúng một giọt máu. Sáu quý tộc mà đánh thằng Lucian này cầm bùa đỏ có lên được giọt máu nào không? Cứ ngồi nhại mãi. Đã nói không biết thì im đi. Chơi game được bao nhiêu trận rồi? Hay là không biết chơi luôn? Cứ ngồi kêu bùa đỏ không giảm hồi máu. Mấy nồi à. Không bùa đỏ không giảm hồi máu, nó xài bùa đỏ làm cái liền gì? Khazix 2 luôn này. Gạt cái đầu mày luôn nè. Ván này khem hẳn, khoan hẳn ghép đồ vội nhỉ. The dark should fear me. Ván này chơi AP thử ván này. Chết mẹ là không kịp gạt đầu nữa rồi.
Ông này ông chơi xạ thủ nhiều quá. Lại có con này này. Ván này chơi AP ván nhờ. Bán hai chip đi. Chúng nó chơi xạ thủ nhiều lắm rồi. Để hư không còn bên hai con Garen. Quý tộc Bobby. Mua Bobby đi. Hãy Bobby ra cho nó cứng. Bán TF. Mua hai Garen. Chán gì hả? Giáo án Kha'Zix. Giao án này là một giao án rất là đặc biệt, rất là thú vị. Thú vị vãi lên luôn. À, ông này hỏi sao top 1 level 2 nhiều quá mà. Giáo án này là thuộc dạng một giáo án rất là khốn nạn. Do Châu TV này sáng chế. Giáo án siêu khốn nạn.
raise the stakes. Má gặt cái cam hút đam chuẩn luôn. Trời ơi, chắc là rôn kiếm khai dích 3 sớm quá. All in the cards. Nó không ra, TF nhiều ghê. Rồi bỏ Lulu đi. Có TF thì bỏ Lulu đi. Rồi Cassadin. Phải rồi Cassadin. Sẽ đi vậy sao chơi? Là đồ má nó quất kìa. Phải nổ cái sẽ đi. Cái bộ kiếm khai dích khó nha. Đây. Đã phút hư không. Giá là người ta gọi là hộ vệ hư không. Mày khều nó á đâu. Giá này thú vị lắm.
Phải khôn lên chứ. Không khôn lên có phải chết à? Này thì chó gác assassin tao gặt cái đầu mày luôn. Ghét này. Gặt cái ca mốt máu. Đánh lên ga ghê vậy. Ờ lên ga đấy mà. Lên ga đấy không có hút máu, tí lăn đùng đã chết này nha. Do anh lên ga không có hút máu hả? Thằng nào lên ga không hút máu vậy? Là top 1 đúng không? Này top... Ủa thằng nào vậy? Đây 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 đây, nó bị ẩn. Lên ga không hút máu là lên ga ăn liền. Dễ lắm ông ơi. Có món vậy, trường thương cũng được này, nhưng mà mình tính lấy cái kiếm súng á cho Kha'Zix. Trường thương thì tí nữa bán con này đưa đồ của con này cho chó gác, thì con chó gác nó dậm liên tục, thêm con TS nó bút mana thì dậm nhanh lắm. À thôi từ từ, mình tính xài Kha'Zix luôn nếu Kha'Zix lên 3. Gạt đầu vui thật chứ. Nó cứ khèo cái chết con, khèo cái chết con. Vui thiệt. Một khèo chết một con, một khèo chết một con. Khá là vui. Kiếm được con leo na nó thì vui. Rồi. Nghe đồn được bút quý tộc đúng không? Quý tộc Kassadin cào đầu thằng Chitana. Dead. À, thằng quỷ Kassadin này lắm giá thiên thần thế. Nhà mày buôn giá thiên thần à? Kassadin leo na. Đấy, team mình châu bò rồi. Đứng xích xích vô mà hit. Đứng xích vô mà hit cần đi. Siêu cát đâu rồi? À siêu cát chuyển sang siêu Renga đúng không? Tí ở đây sẽ xuất hiện một siêu cát này. Bán Kha'Zix xuất hiện siêu cát này, cho vô cực vô nữa. Yumi cho con chó gát. Ừ, siêu Renga. Úp mana cho team, stun nó, gạt đầu nó, siêu Renga một gạt chết nè. À chết mẹ, siêu Renga nó cào hết team mình rồi. À. Siêu Renga này phải đợi cháu gát.
Ôi dồi ôi, nguyên cái cây này luôn này. Vãi ca nổi vọng âm nữa này. Vãi nổi thế, đồ hịn đéo được nhặt. Cái le kiếm súng kìa. Vọng âm kìa. Đệt vãi nổi. Bây giờ mình nhặt cái gì? Chắc tao cho mày nhặt. Tôi đợi tao lấy cái gì tao lấy. Tôi ghép cái tốc đánh hàng ngang cái cho con Cassadin. Tôi ghép tốc đánh hàng ngang cho con Cassadin nè. Đây 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 đây. Cút, cút, TF gần 3 nhưng mà cũng cút. Cá thớt mạnh hơn nhiều. Con Kata kìa, có chừng con Kata kìa. Rồi nó xoáy rồi. Bỏ mẹ rồi. Ừ, cũng gặp được ít thằng. Con Kata nó điên quá. Đợi chó gác ra thôi, đợi chó gác thay Kha'Zix đi. Chắc không âm mưu Kha'Zix nổi rồi, đợi chó gác. Yasuo này. Sao xài được. Ui Yasuo 2 con luôn. Ra con nữa là bố mình nghỉ game. Ừ Leona này, khóa lại. Aurum khó 3 lắm nha, thôi kệ đi. Đợi chỗ ghét thay Kha'Zix. Hết game rồi reset được sủng 6. Kha'Zix này là Kha'Zix gặt lúa. Siêu gặt lúa. Má Kha'Zix mình lên 3 tôi giữ Kha'Zix luôn đấy chứ. Mà nó không chịu lên 3 chứ. Bây giờ mình cho gắt vào đây này. Rồi mình kiếm thêm con hậu vệ đó để con Raum ngay đây này là đẹp. Trời ơi, hai cái BS nó làm củ liền gì đấy. Cassadin mẹ đại bác vô cực à. Để cho Cassadin vô cực luôn đi chứ Trung Quốc. Cassadin giáp thi thần à. Mình nghĩ nên vậy. Một cây BF để kiếm cái đai máu. Hay là ca thớt giết thiên thần. Ừ. Mở mày. Quất nó. Quất nó em. Trời ơi, ủa má nó quất một cái kìa. Sao lên. Này thì Kata. 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 Kata ca tục. Dâm ba con Kata quất hai hít chết. Đây là lần roll cuối cùng của mình nếu không kiếm được chó gác. Ok, khóa lấy con Raum. Đéo xài chó gáp nữa. Móa nó.
19 thì kinh quá. Ôi chết chết rồi. Cả cái nữa chết chết rồi. Chết. Chết cái mụ nội mày. Ừ, giày đi. Cho con Cassadin nó đỡ giấy. À, giày cũng được. Là con cát siêu nhân. Cát! Quất chết mẹ đó cát! Mày hả? Mày hả? Cassadin nó điên lắm rồi. Mày hả? Tao cát có 0.7 tốc đánh này. À 0.93 bị thằng nào đó tim băng á. Mày xạo lìn. Kata. Kata này. Bố mày chơi lầy vậy luôn đó. Giờ sao? Thì cát là được 55% tốc đánh rồi. Chó gát kìa, chó gát kìa. Chó gát tim băng. Nó lấy cái le cung chắc, nó lấy cái le cung, mình lấy cho gác tim băng. Rồi thay con lì ấy đi, thay con lì Kha'Zix đi. Đấy, cho gác tim băng Yuumi trường thương. Hợp lý. À, ở trên này mà hưởng, ở dưới này mà hưởng lợi tốc đánh chứ. Không được. Ui má ơi. Nó quất một cái rồi má ơi. Này thì chim. Này thì chim cút. Xạo liền. Xạo liền. Mày này. Tào yếu nhưng anh em tào đồng. Tào yếu nhưng anh em tào đồng. Sao ghép quỷ thư cho gác có đâu mà ghép. Ông ghép tóc đánh hàng ngang ngon hơn rồi. Đâu đâu Rengar hit đúng không? Ôi kịp ulti luôn kìa. Quê. Chó gác không ulti được. Chó gác mình ulti được. Mày nè. Mày. Mày văng lên trời. Mày chống với cát. Chống với cát. Mày ghép hết kiếm không? Mày thích hết kiếm không? Hết kiếm. Đi. Đi chỗ khác chơi. Mày giỡn mặt với ai vậy? Ma vũ song kiếm. Đệt mợ. Ma vũ song kiếm cho con nào bây giờ? Mẹ cho mẹ ca thớt đi cho con nào. Sao lìn. Mẹ con này lên được rồi. Mẹ chăm giác đó là châu bá lìn.
Ai đất sai không mua làm gì đâu, ốc chết. Đấy. Đây, con này 150 giáp. Cho leo na mẹ đi. Cá thớt là méo gì. Từ từ. Assassin đâu? Nó có đại bác cũng vậy à. Đây, Assassin móc dành sau cho cá thớt đi. Nó hết đam chính rồi, Ừ, hết ngu. Một mình tao chấp hết. Tao Cassadin, đàn em của Châu TV. Crit đi mày, crit. Một mình tao crit, crit. Đẹp hòa mẹ rồi. Yasuo. Raum. Thêm con Raum nữa là tao ngồi tao kỳ á. Rồi lấy cái Yasuo thay con leo nang ấy. Đây Yasuo đứng đây này, đó được hiệu ứng tốc đánh. Thì chó gác một thì trả tù. Chó gác của nó không ulti được. Con leo nè sấy ngu, sấy có một con. Quẩy. Mày quẩy hả mày? Cassadin vãi nồi thật chứ. Cassadin này mà cầm cuồng đao thì gắt, gắt vãi liền. Con chim cút chiên bơ này đi đây. Thế là một mình chịu được. À. À lấy mẹ anh Cassadin này mình cần cái gì em? Mình đang có ma vũ đúng không? Lấy mẹ cùng nước mắt đi. Ơ cô bà ra ông kìa. Râm ba. Má con chim cút chim bờ. Thôi. Chơi không lại nó đâu. Băng tộc cũng vậy à. Chơi không lại nó đâu.
Top 2 là vui rồi. Lên rồi lại xuống, xuống rồi lại phải lên. Lên lên xuống xuống lên lên. Được, giáo án này mai mốt của cát ba á, thay vì cái cờ lận hiệu triệu đấy thì thay bằng cái cuồng đao. Cái cờ lận hiệu triệu đấy thay bằng cuồng đao đại bác vô cực. Là con cát sa đin nó cân cho mà xem. Được. Hồi nãy mà Khazik 3 là ngon. Khazik 3 tôi đảm bảo tôi thắng thằng Lìn đấy luôn. Cho Khazik 3 cào hết dàn sau, nó nhảy đằng sau á. Con Khazik 3 là tôi khỏi xài chó gác luôn á. Không cần xài chó gác đâu. Giá này vô top 2 là vui rồi đấy. Tại vì con chó gác nó không có lên. Con chó gác mình lên 2 nó là một chuyện khác. Con chó gác mà cả game chỉ đúng một con chó gác. Mình hình như con chó gác là con chó gác đấy là mình lập được. Đúng không? Con chó gác đó hình như là mình lập được. Là một game không có con chó gác nào luôn đấy. Giáo án này vui mà, giáo án này hợp lý.